À quên, lấy cái gì đó chị bé dưới là hũ kem này chứ. Yên. Súng xí nhà người mà chị tiêm á kìa. Nó lấy hũ kem thuốc bắc nữa về bôi ba ngày nữa, bôi Chị mà lúc nãy tiêm đúng tiêm với lại là cắt thịt chứ. phủ ra như sao Ba ngày nữa mới được bôi. chị về chứ gì Chưa. Thế chị Loan dặn em làm xong chưa? Chưa. Nó làm đúng không? Quay quát chị xin. Đây. Đang xong à? Đang xong rồi. Em đi mua hả? Nếu em đi mua thì mua cho chị trái tơ mới. Em kén giúp chị bởi mới nói gì nữa. Dạ vậy chị má.
chị đang dâm căng. Nước mía không đường. Ok, nước mía không đường không đá nghe. Anh ơi cho chị một ly. Không biết nữa. Ờ, mua đại. Mới 7 phút nãy giờ hả? Lâu rồi. Thế lâu quá không ta?
chói mắt chị không thấy đường nữa. Mấy phút rồi hả? Đang lên coi phụ Uyên chi trên đấy làm chị cơ. Yeah.
Về đồ chị hả? Không, nhiêu lắm. Không, cái đứa đồ của ai rồi đó. Em thấy để in. Hold on. Quay lâu rồi biết qua trước hẹn nó giận á.